Trong Tết Hồ Sự Trà của người Hà Nhì, bánh dày là món không thể thiếu và cũng là lễ vật cúng tổ tiên vào đầu giờ sáng ngày Tết đầu tiên. Việc làm bánh dày được giao cho những người phụ nữ trong gia đình chuẩn bị. Ngày xưa, việc làm bánh dày rất vất vả, chị em phải lựa chọn gạo nếp nương thật ngon và ngâm từ hôm trước, sáng dậy sớm đổ xôi và giã nhuyễn để nặn làm bánh dày. Mấy năm trở lại đây, nhờ sự phát triển, bánh dày được giã bằng máy móc nên đỡ vất vả hơn. Ngày Tết Hồ Sự Trà được tổ chức vào ngày Thìn, tức là ngày con rồng của tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của người Hà Nhì, ngày Thìn là ngày tượng trưng cho sự bình an, giàu có. Trong ngày Tết, các gia đình cúng bánh dày trước, mổ lợn cùng với những sản phẩm nông nghiệp do gia đình trồng cấy hoặc khai thác từ tự nhiên để cúng ông bà tổ tiên. Cái này là lý Hà Nhì là trước khi là xôi, đã lên bếp xôi, xôi chính xong là đi rán, xong là ma về xong là cúng bảo thời xong cái gia đình mình ăn được. Tối nay là cũng lý là như thế, sáng mai là cũng đầu tiên là sáng mai là bái trôi này, với là sau là một lượt xong làm lý tiếp. Sau công đoạn làm bánh dày, mọi người tập trung mổ lợn để ăn Tết. Việc này thường được những người đàn ông trong gia đình đảm nhiệm. Với người Hà Nhì, ăn Tết Hồ Sự Trà mà nhà nào mổ lợn to, chứng tỏ năm vừa qua, nhà đó mùa màng bội thu, chăn nuôi tốt. Bởi thế, những con lợn được các gia đình mổ Tết thường là những con lợn to nhất, đã được cả gia đình dày công chăm sóc. Nhiều nhà năm nay mổ lợn nặng tới hơn 1 tạ. Khi mổ lợn sẽ mang lợn vào trong nhà để cắt tiết. Việc đưa lợn vào trong nhà để cắt tiết cũng là một nghi thức đặc biệt. Theo quan niệm của đồng bào, việc đưa lợn vào nhà là để báo cáo ông bà tổ tiên kết quả của việc sản xuất chăn nuôi của gia đình trong năm qua. Trong quá trình mổ lợn, việc quan trọng nhất là lấy gan lợn để gia chủ và già làng xem. Với người Hà Nhì thì lá gan lợn tượng trưng cho ngôi nhà. Những đường chỉ gan tượng trưng cho đường làm ăn sinh sống. Do đó, xem gan lợn là để đoán vận mệnh và con đường làm ăn của gia đình trong năm mới. Phong tục xem gan lợn ngày Tết của người Hà Nhì đã được lưu truyền, thể hiện ước muốn bình dị, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Quan niệm từ xưa đấy, của người Hà Nhì thì mỗi hộ phải mổ một con lợn là mục đích để xem gan. Gan nó thể hiện trong năm mới là gia đình có thuận lợi hay khó khăn. Và trong tất cả là thể hiện trong cái lá gan. Nếu như gia đình mà trong cái lá gan mà thể hiện tốt thì gia đình yên tâm. Còn trong cái lá gan đấy thì nóc thể hiện trong cái nóc nhà này với lại phát triển kinh tế trong đấy mà xuất hiện thì sau khi quan Tết là kịp thời làm cái lý để xua đuổi những cái không tốt để cho gia đình năm mới là tốt hơn. Sau khi cúng, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để ăn bữa cơm đầu năm mới và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Mâm cỗ Tết của người Hà Nhì cũng có những nét đặc trưng riêng mang hương vị của núi rừng. Khi mà hầu hết các món ăn đều được chế biến từ lợn như thịt luộc, thịt nướng và đặc biệt là món ăn được chế biến từ sản vật của núi rừng như sâu măng, cháo măng, nấm hương. Ngày Tết của đồng bào Hà Nhì thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày. Trong ngày vui đầu năm, mọi người thường tuyệt đối không để xảy ra to tiếng, cãi vã. Bởi theo quan niệm của người Hà Nhì, những người để xảy ra xô xát đầu năm mới sẽ phải gánh chịu một năm mới không may mắn. Ngày nay, đời sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi. Bà con đã trồng được những cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, sa nhân tím. Nên những năm gần đây, Tết của bà con cũng đã đủ đầy hơn trước nhiều.